Khách hát karaoke bị nhóm thanh niên tấn công tử vong trong đêm. Công an Đồng Nai khám xét nơi làm việc của giám đốc công ty Đô La Tuyên án 5 cầu thủ sử dụng ma túy cùng 5 cô gái trong khách sạn. Hoa hậu Phương Lê bị xử phạt vì chế lời cu ca. Vụ sập sàn bê tông công trình ở thành phố Hồ Chí Minh đã khuyến cáo ngừng thi công trước đó. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của Báo Giao thông. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án mạng kinh hoàng liên quan đến mâu thuẫn khi đi hát karaoke. Mới đây tại Bà Địa Vũng Tàu, do ghen tuông, nghĩ bạn gái tiếp khách hát, nên một đối tượng đã rủ thêm hai người khác chặn đường rồi dùng hung khí tấn công khách hát karaoke tử vong. Theo Cổng Thông tin Điện tử Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 26 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhận được tin báo về một vụ tấn công dẫn đến một người tử vong. Trước đó, vào lúc 14 giờ 44 phút ngày 25 tháng 8, TMH sinh năm 2000 cùng NH sinh năm 1993 cùng chú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và TTK sinh năm 2002 trú tại thị xã Phú Mỹ đi hát tại quán karaoke TNB, đường Dương Văn Mạnh, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Đến 0 giờ 38 phút ngày 26 tháng 8, cả ba người đi về thì MH và anh K bị hai đối tượng đi xe mô tô chặn hành hung. Anh K bỏ chạy, còn MH bị hai đối tượng tấn công tử vong tại hiện trường. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tích cực ra soát và làm việc với ba đối tượng liên quan. Các đối tượng bước đầu khai nhận do ghen tuông, nghĩ bạn gái tiếp khách hát karaoke, nên LMC sinh năm 2001 đã rủ LNC sinh năm 2002 và HAN sinh năm 2007 cùng chú tại thị xã Phú Mỹ chặn đường và dùng hung khí tấn công những người khách hát karaoke. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ ba đối tượng trên để điều tra hành vi sát hại người. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi, khiến nhiều người tiền mất tật mang. Nổ bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao và đang thực hiện nhiều dự án khu dân cư, điện năng lượng mặt trời, một đối tượng nhận góp vốn hàng tỷ đồng của nhiều người rồi tiêu xài. Ngày 27 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đỗ Thị Thù Trang, sinh năm 1987, ngụ huyện Nhơn Trạch giám đốc công ty cổ phần đầu tư thiết kế và xây dựng thương mại địa ốc đô để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua đấu tranh trang khai nhận đã đưa ra thông tin là bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao và đang thực hiện nhiều dự án khu dân cư điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để tạo lòng tin từ đó Trang đã thực hiện hành vi lừa đảo nhận góp vốn với số tiền hàng tỷ đồng của nhiều người rồi sử dụng vào tiêu xài cá nhân Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi bị hại, người liên quan đến vụ án trên hãy liên hệ ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để trình báo. Chiều 27 tháng 8, tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm 5 cầu thủ từng thuộc biên chế của câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cáo buộc có hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, 5 cựu cầu thủ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thống nhất mua ma túy để sử dụng. Đinh Thanh Trung giữ vai trò chủ mưu khởi xướng cung cấp địa điểm, trực tiếp đi lấy ma túy. Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Đinh Thanh Trung, 36 tuổi, quê Hà Tĩnh và Dương Quang Tuấn, 28 tuổi, quê Hà Nội, mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng tội danh, Nguyễn Trung Học, 26 tuổi, quê Tuyên Quang, Nguyễn Ngọc Thắng, 22 tuổi, quê Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Trường, 21 tuổi, quê Thành Hóa, mỗi bị cáo linh án 4 năm tù. Theo cáo trạng, từ 23 giờ ngày 3 tháng 5 đến 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5 tại phòng 501, khách sạn BM thuộc tổ dân phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, nhóm 5 cầu thủ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tổ chức cho nhau và cho 5 cô gái sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ gần 2 gam ma túy, loại ketamin, một viên nén màu xám và các mảnh vụn màu xám là ma túy loại MDMA với khối lượng với khối lượng 0,6064 gram. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 510 ml dạng lỏng gồm các chất ma túy, methamphetamine, MDMA, ketamine và nimetazepam. Nhà chức trách xác định đây là vụ án đồng phạm, trong đó các bị can đã cùng thống nhất góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng. Đình Thành Trung được xác định là chủ mưu, khởi xướng, cung cấp địa điểm và trực tiếp đi lấy ma túy cho người khác sử dụng. Tuấn, Học, Thắng và Trường là người liên hệ mua và lấy ma túy, chuẩn bị dụng cụ, đồ vật và nước ngọt để sử dụng ma túy và đưa cho người khác sử dụng. Tại phiên tòa xét xử, Đinh Thanh Trung thừa nhận đã sử dụng chất cấm vài lần trước đó nhưng không nhớ rõ thời gian. Đinh Thanh Trung cùng bốn bị cáo đều bày tỏ ăn năn, hối lỗi vì hành vi nông nổi của mình và gửi lời xin lỗi đến gia đình, người hâm mộ câu lạc bộ chủ quản. Nam bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội và mong xem xét giảm nhẹ hình phạt hứa cố gắng cải tạo thật tốt để quay trở lại làm người có ích cho xã hội sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn về hành vi một số bị cáo có gia đình hoàn cảnh khó khăn gia đình có công với cách mạng vì thế tòa cho các bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ để sớm trở về làm công dân có ích cho xã hội Thưa quý vị, liên quan đến lùm xùm hoa hậu Lê Phương chế lược quốc ca, chia sẻ thông tin không phù hợp thuần phong mỹ tục dân tộc trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt hoa hậu Phương Lê về hành vi này. Ngày 27, tháng, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao đã mời bà Lê Thị Hậu Phương, hoa hậu Phương Lê làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội thời gian qua. Trong buổi làm việc, Phương Lê cho biết đã có hành động bộc phát tại thời điểm đang livestream khi bị các anti-fan công kích. Hoa hậu nói không suy nghĩ, không có ý định từ trước đối với hành vi chế lời quốc ca. Nhận thấy việc này là không phù hợp, Phương Lê đã gỡ bỏ video và có bài viết xin lỗi vào ngày 16 tháng 8. Các cơ quan chức năng đã xem xét các yếu tố về mục đích, động cơ, nội dung, nhận thức về sai phạm và thái độ của Phương Lê và thống nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả, quy định tại khoản 2, điều 10, nghị định 131-2013, NDCP, ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Ngoài ra, Sở còn xử phạt Phương Lê về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, quy định tại điểm B khoản 1, điều 101, Nghị định số 15, 2020, NDCP, ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Sở cũng đề nghị nếu phương lê tái phạm hoặc tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính thì Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng xem xét xử lý tình tiết tăng nặng theo quy định. Trước đó, trong một buổi livestream, Hoa hậu Phương Lê đã hát chế lời quốc ca với giọng điệu đùa cợt. Trong phiên live còn có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, hồn phu của Hoa hậu. Hành động này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, kêu gọi cơ quan quản lý vào cuộc. Chiều 22 tháng 8, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bước đầu nắm được thông tin liên quan đến vụ việc của bà Lê Thị Hậu Phương, Hoa hậu Phương Lê về việc hát chế lời quốc ca. Trước phản ứng của dư luận, Phương Lê lên tiếng xin lỗi và khẳng định không chế lời quốc ca. Liên quan đến sự việc căn nhà bị sập sàn gây thương vong cho công nhân tại công trình số 48, 50, 52 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đại diện Ủy ban nhân dân quận 1 cho biết, Ủy ban nhân dân phường đã đến kiểm tra và khuyến cáo dừng thi công do không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ngay sau đó sự cố xảy ra. Đại diện Ủy ban nhân dân quận 1 cho biết chủ căn nhà có xin phép Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Bình trước khi sửa chữa. Căn nhà này đã cũ, người chủ để trống cũng khá lâu. Vào khoảng 9 giờ sáng 27 tháng 8, tổ kiểm tra xây dựng của Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Bình đã đến kiểm tra căn nhà trên. Do nhận thấy còn chưa đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã khuyến cáo dừng thi công để có biện pháp đảm bảo an toàn thi công cho công trình. Khoảng 10 giờ 30 phút, đơn vị thi công đã cho ngưng hoạt động sửa chữa tại công trình và chỉ có một công nhân ở lại bảo vệ công trình. Tuy nhiên đến khoảng 11 giờ tai nạn đã xảy ra. Chiều cùng ngày, tổ thanh tra thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường vụ sập sàn bê tông tòa nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra và tìm phương án xử lý hiện trường đổ nát nhằm đảm bảo an toàn. Trước đó, sáng 27 tháng 8, vụ sập sàn bê tông xảy ra một căn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 khiến một người bị thương phải đi cấp cứu. Theo lời kể của một nhân chứng, khi nghe tiếng động lớn anh vội chạy đến thì thấy một số công nhân đang cứu một người trong đống đổ nát nên đã cùng hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài. Hơn 10 phút sau xe cấp cứu đến hiện trường đưa nạn nhân vào bệnh viện. Theo báo cáo nhanh của bệnh viện Nhân dân 115, nạn nhân trong vụ sập nhà là anh Nguyễn Văn Toàn 33 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp. Hiện bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt, tê bì hai tay không yếu liệt chi. Các xét nghiệm lâm sàng cho thấy anh Toàn bị vết thương vùng đầu và ở cánh tay phải. Ngày 27 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã có quyết định tặng bằng khen cho hai cá nhân đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người giữa sóng nước lũ tại khu vực ngầm bến trên xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, ngày 25 tháng 8 năm 2024. Theo đó, ngay khi phát hiện tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi, anh Nguyễn Văn Liên và Nguyễn Văn Tú ở thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, Sơn Động, Bắc Giang đã kịp thời bơi ra ứng cứu. Trước đó khoảng 5 giờ 30 ngày 25 tháng 8, ông Nguyễn Huy Đồng, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, lái xe đến xã Tuấn Đạo lấy nguyên liệu gỗ. Ông Đồng điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 15H00704, kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15R05320, đi qua ngầm Bến Trên thuộc địa phận thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo. Tuy nhiên, do mấy ngày vừa qua có mưa to, lũ đổ về lớn nên phần đầu phương tiện bị cuốn trôi. Chia về hành động trên, anh Nguyễn Văn Tú cho biết ngay sau khi có thông tin một xe đầu kéo bị lũ cuốn ở ngầm bến trên, tôi và anh Nguyễn Văn Liên đã đi xe tải ra ngầm bến trên để kéo xe gặp nạn lên. Tuy nhiên khi ra đến nơi, dòng nước cuồn cuộn đục ngầu, phần cabin xe đầu kéo bị nước cuốn xuống, chỉ còn thùng xe nằm trên mặt ngầm. Khi đó, lái xe hoảng sợ hạ kính xuống gọi giúp đỡ một số người trên bờ quăng dây thừng để ông đồng bám vào bờ nhưng vừa xuống nước ông đồng bị lũ cuốn trôi tình thế vô cùng nguy hiểm ông đồng chìm trong nước lũ không có khả năng bơi vào bờ khi đó thì anh liên và anh tú liền lao theo để cứu khi thấy một bụi tre gần bờ anh tú bàn với anh liên cố sức đưa anh đồng bám vào đó đúng lúc ấy thì nhiều người dân ở phía trên cũng chạy đến đưa dây thừng cây que để cả ba người thoát khỏi dòng nước Hòa chung trong không khí tưng bừng kỷ niệm 75 ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, chiều 27 tháng 8 tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, sở Du lịch Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình họp báo, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2024. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2024 là sự kiện văn hóa du lịch thường niên diễn ra hàng năm và năm nay được thành phố xác định là một trong những sự kiện đặc biệt. Chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Thông qua chuỗi các sự kiện diễn ra nhằm góp phần tôn vinh và bảo tồn nét đẹp văn hóa đặc sắc về tạo áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đưa áo dài là một sản phẩm quà tặng lưu niệm ấn tượng đối với khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhà thiết kế là sân chơi và cơ hội trải nghiệm giao lưu cho các sinh viên thuộc khối ngành thiết kế của các trường trên địa bàn thành phố tạo cơ hội giao lưu hợp tác ký kết cùng phát triển giữa các doanh nghiệp của hà nội với doanh nghiệp trong nước và quốc tế Đặc biệt là góp phần quảng bá du lịch Hà Nội, điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn đối với du khách trong nước và bạn bè quốc tế mỗi dịp mùa thu Hà Nội. Chương trình năm nay sẽ có sự tham gia của hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng sẽ mang đến những ca khúc hào hùng gắn liền với lịch sử Hà Nội, 70 năm của thủ đô. Tại lễ khai mạc sẽ trình diễn các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế đến từ khắp mọi miền Tổ quốc như Đỗ Trịnh Hoài Nam, Đức Hùng, Quang Hòa, Cao Minh Tiến, Hoa hậu Ngọc Hân, Thủy Nguyễn, La Hằng, Vũ Thảo Giang, Lưu Quỳnh Lan và các thương hiệu áo dài như là OJ DJ House. Trong khuôn khổ lễ hội, Carnival áo dài là chương trình nghệ thuật tổng hợp, Đồng diễn dân vũ và caravan áo dài phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển là hoạt động biểu diễn và diễu hành quy mô lớn do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch triển khai tổ chức nhằm lan tỏa tình yêu áo dài đến đông đảo người dân, bạn bè và du khách quốc tế. Mọi độ tuổi giới tính, chương trình đồng diễn áo dài được triển khai tổ chức đến 579 xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố. Các hoạt động trọng tâm của lễ hội bao gồm lễ hội khai mạc 20 giờ đến 21 giờ 30 ngày mùng 4 tháng 10 năm 2024 lễ bế mạc 20 giờ đến 21 giờ ngày mùng 6 tháng 10 năm 2024 tại sân khấu Quảng trường Đoan Môn, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long. Carnival áo dài từ 8 giờ đến 11 giờ ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và một số tuyến phố xung quanh. Trình diện áo dài của các nhà thiết kế và chung kết cuộc thi thiết kế áo dài vào 20 giờ đến 22 giờ ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024 tại sân khấu Quảng trường Đoan Môn, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long. Không gian triển lãm ảnh áo dài và không gian triển lãm trưng bày giới thiệu áo dài của các nhà thiết kế Thương hiệu áo dài, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, làng nghề truyền thống từ 8 giờ ngày 4 tháng 10 đến 22 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2024. Khoảng 80 đến 100 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày giới thiệu các sản phẩm và phụ kiện áo dài các hãng hàng không doanh nghiệp lữ khách khách sạn cơ sở mua sắm các làng nghề truyền thống thao diễn tạo các tác phẩm của các nghệ nhân từ 9 đến 10 giờ, 15 giờ đến 16 giờ. Ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 10 năm 2024, trình diễn quay tơ dệt lụa của các nghệ nhân các làng nghề truyền thống như làng lụa Trạch Xá, Vạn Phúc, không gian văn hóa nghệ thuật từ 9 giờ đến 10 giờ, 15 giờ đến 16 giờ, ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 10 năm 2024. Biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống kết hợp với trình diễn áo dài, lễ hội mong muốn mang tới du khách những xúc cảm mới lạ về nét đẹp của tà áo dài trong không gian văn hóa nghệ thuật xưa, không gian trò chơi dân gian từ 9 giờ đến 10 giờ 30, 16 giờ đến 17 giờ 30, ngày mùng 5 mùng 6 tháng 10 năm 2024 như ô ăn quan mặc áo dài nhảy sạp, mặc áo dài đi cà kheo, không gian thưởng thức ẩm thực Hà Thành Thăng Long ngũ vị với các món ăn nhẹ nhàng, đậm chất Hà Thành, workshop chủ đề áo dài, gợi ý cách kết hợp áo dài với phụ kiện Cách tạo dáng với áo dài từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024. Ngoài ra các hoạt động hưởng ứng lễ hội diễn ra từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024 bao gồm thử thách check-in Hà Nội về áo dài, tổ chức online trên website và fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và gắn hashtag của lễ hội trên fanpage Sở Du lịch. Người tham gia thử thách sẽ chụp ảnh trong trang phục áo dài tại các khu điểm du lịch, di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh của Hà Nội, không giới hạn đối tượng độ tuổi. Thử thách áo dài dance vũ điệu áo dài với hai hình thức, trực tuyến trên nền tảng TikTok và sân khấu hóa. Cuộc thi thiết kế áo dài dành cho các nhà thiết kế trẻ có đam mê thiết kế áo dài, nhằm tìm kiếm khuyến khích những tài năng trong lĩnh vực thiết kế áo dài. City tinh hoa áo dài, lựa chọn 2 đến 3 ngày trong tháng 10 năm 2024, miễn phí vé đối với du khách mặc trang phục áo dài. Tháng áo dài toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, các sở ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt mặc áo dài vào thứ hai hoặc thứ sáu hàng tuần, ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.